Rồi mở lên thử coi được không nghe không. Ô, kêu rồi. Rồi hên quá không hư. Hey, xin chào các bạn. Bây giờ hôm nay mình lại phá phách một xíu, mà hôm nay phá phách nó tới gấp 2 gấp 3 lần đợt phá phách lần trước. Thì mình có đã để lại một cái chia sẻ cho mọi người là xem cái video clip của Thiên Vũ là sẽ mổ bụng các dòng lo cao cấp, những cái dòng lo chính hãng mà rất là ít ai làm video clip này. Thì Thiên Vũ sẽ phá phách, tại vì những cái này nó thật ra là Thiên Vũ cũng đã mua rồi. Đợt trước mình đã mổ bụng cái dòng lo Verity của Ý, thứ hai là dòng lo của SE của Đức 32 triệu. Thì hôm nay mình tăng cấp độ, tăng level lên. Thì đây là một dòng lo mà Thiên Vũ biết là rất là khách hàng ở nước ngoài cũng như là khách hàng ở trong nước rất là muốn Thiên Vũ làm clip này, vì rất là nhiều người thích dòng lo này. Thì Thiên Vũ sẽ làm clip này luôn, vì sản phẩm mình cũng đã mua rồi và hầu như là còn bảo hành nhưng mà gần hết rồi. Nhưng mà hôm nay á, mình sẽ làm clip, mình sẽ đó chính là mổ bụng và xem bên trong. Người Mỹ họ thiết kế dòng lo rồ Spow F1-812 và subwoofer F1. Thì cái dòng này là dòng rồ nên người tiêu dùng Việt Nam rất là ít biết cái dòng series mà mọi người gọi là karaoke. Nhưng mà các bạn hãy truy cập vào website spow.com ở nước ngoài, thì đây là một dòng sách tầm của họ, đây là một series của họ mà Việt Nam rất là ít người bán. Không phải là một bán phổ thông như những dòng lo 301 series 5 hay những dòng lo bô phổ thông khác, dòng lo 7 khác đó. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ mổ bụng con này ra, thì bên trong nó có gì và hãng lo họ thiết kế như thế nào, và mở nó ra bên trong nó có những gì bên trong mà họ thiết kế bằng nhựa hay như thế nào đó. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem video clip này. Nếu thấy hữu ích và hay, nhớ đừng quên bấm like và đăng ký subscribe kênh channel của Thiên Vũ để xem những clip còn hay hơn nữa. Và mình cũng các bạn cũng lưu ý, một số bạn nói là mình cũng chia sẻ một đôi chút, là một số bạn nói là mình mổ lo mình chỉ bị mất bảo hành thôi. Mình đâu có bị mất đâu, và có một số comment thì khá là mất lịch sự, và Thiên Vũ sẵn sàng nói thẳng luôn comment và mình ghim thẳng bình luận trên đầu luôn. Thì mình nói với bạn nghe, thì khi mà mình làm clip này là mang tính chất là vui, có những cái đoạn mình giải trí, mình chém gió để cho mọi người vui, khi mọi người có thể thư giãn xem một clip giải trí và có thể tìm hiểu và biết thêm những thông tin của dòng lo này. Nếu mình bỏ ra 80 triệu đúng, mình chỉ có thể mình chỉ bị mất bảo hành thôi. Nhưng nếu là bạn có chấp nhận mua một mức giá đúng giá mới niêm yết và chiếc lo đã bị mở, bạn có mua đúng giá không? Bản thân chính người mở cũng phải bị mất, là bạn đã mở cái lo ra bị giảm giá trị xuống. Nên các bạn xem clip hãy nhớ từ từ, hãy cầm gõ phím, mình hãy suy nghĩ trước đã. Đây là mình gửi cho một số các bạn những thành phần đó, những clip lần trước, những các bạn về sau đọc coi có thể xem. Thiên Vũ sẵn sàng nói thẳng đó. Rồi bây giờ bỏ qua vấn đề đó đi, giờ mình sẽ làm vui. Bây giờ mình sẽ mở con này ra. Thiên Vũ muốn mở con này lắm, nhưng mà thật sự là nhìn đây là F1 dòng subwoofer, đây là dòng full, đây là F1-812 đó, các bạn thấy đây là dòng full ha mọi người ha. Nó sẽ tích hợp bao gồm là 9 củ chép, 1 2 3 4 5 6 7, là xin lỗi mọi người, 8 củ chép và một cái súp nằm ẩn phía sau bên trong đó. Và bây giờ mình muốn mở, mình cũng nói thẳng luôn, mình cũng chưa bao giờ làm clip này và cũng chưa bao giờ mở lần nào luôn. Mình cứ nghĩ chỉ đưa vào hãng thôi, còn mình, đối với mình là mình chỉ là một người bán, mình thích âm thanh hay và mình yêu cái nghề này, nên mình sẽ mở ra. Đôi khi là mình đúng là mình người bán, nhưng mà để tìm ra cái mối mở đó thật sự cũng rất là khó. Chứ nếu mà bạn nào mà biết mở rành quá một cái dòng lo mà chưa bao giờ mình sử dụng, mà chưa bao giờ mình lắp ráp, mà bạn tự mò ra mà cách mở, mà nhất là những dòng, đặc biệt những dòng lo ở nước ngoài, thì các bạn quá hay, thì bạn có thể làm nhiều clip cho mọi người cùng xem ha, để cho Thiên Vũ học hỏi thêm ha. Ok, còn Thiên Vũ mà làm mà đôi khi có những đôi chút là mò mà, tại vì mở ra thì có thể là sẽ không bán được, bị mất bảo hành. Nhưng mà nó là lo của Thiên Vũ thì Thiên Vũ được quyền mở và có thể mò, vì vẫn tôn trọng nó một giá trị cũng khá là lớn, không nhỏ. Đối với bạn người giàu, các bạn có thể đối với bạn chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mình nó là một giá trị lớn. Mình sẽ mở từ từ và mình sẽ tìm cách mình nâng nương nó nhất có thể. Giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ mở dòng full. Thì trước khi mình mở, mình cho các bạn nghe sơ về cái dòng lo này trước. Và công suất của nó là 2W, full là 1000W, subwoofer là 1000W, tổng hệ thống đứng một trụ như thế này là 80 triệu ở thị trường. Thì nó có công suất 2000W. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở một đoạn clip nghe nhạc test cho mọi người. Trước khi tháo ra là để cho mọi người biết mình mở dòng lo là còn nguyên tem nguyên siêu hàng mới đàng hoàng, chứ không phải là mình mở dòng lo bảo hành, mở lo hư cho mọi người. Ok rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn để mở cái dây nhạc như thế nào. Ok, mời bạn quay phim đến giúp mình. Thì đầu tiên sẽ chia sẻ sơ mọi người, ở đây nó có hai đường input. Thì các bạn phải đưa micro, đưa Canon vào, đây là input số 1 và đây là input số 2. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào input là mình sẽ cắm dây poly để mình cắm vào điện thoại, iPad mình nghe nhạc. Nó đánh là chuẩn stereo đàng hoàng cho mọi người. Mọi người có thể đánh 6 ly cũng được. Đó là hai cần input độc lập ha. Rồi cái phần cái power này để chúng ta hiện là sáng power. Còn khi chúng ta bật cái công tắc lên kiểu limit thì khi mà công suất mà nó quá tải thì nó sẽ báo đỏ cái đèn này. Thì nếu mà các bạn đang ngẫu hứng và các bạn đang chơi lớn ở không sang muốn rượn gán cái dòng lo này, nếu nó báo đỏ mà nó chớp chớp thì các bạn có thể gồng gánh được vài tiếng, ok không vấn đề. Nhưng chúng ta lưu ý đừng bao giờ để cho mà báo đỏ hoài mà giữ nguyên giữ đứng luôn á, là nó sẽ rất là ảnh hưởng hại cho lo. Dù dòng lo này có khả năng là khi mà đạt ngưỡng công suất nó sẽ tự động nó hãm lại ha. Mọi người cũng lưu ý, đồ gì chúng ta cũng xài cũng phải nương nó 10 phần thì chúng ta nên xài, mua dòng lo dương xíu mua xài chừng 8 phần thôi để bảo vệ và độ bền của lo được cao. Dù hàng Mỹ hàng nào cũng vậy. Ê, mình thiếu hai dây nguồn. Rồi để mà link được cái cục full này xuống dưới cục sub thì chúng ta sử dụng một sợi dây Canon như thế này. Thì mình sẽ ngõ line output cắm vào đây. Và mình ở cục subwoofer này nó cũng có ngõ input thì mình sẽ cắm vào một ngõ input. Đó. Rồi cũng vậy luôn, và mình bật công tắc lên. Rồi trước khi mình test nhạc thì để mình lấy cái hai cọng dây nguồn ra, có cái sợi nguồn đó gì không? Ok, để mình lấy dây nguồn mọi người chờ xíu ha. Bạn quay xung quanh cho mọi người cùng xem đi. Rồi một sợi rồi. Bây giờ. Lát nữa quay vỗ sạch luôn rồi. Bây giờ. Ok, như vậy là mình đã gắn xong. Bây giờ mình sẽ mở các bạn vài đoạn nhạc để nó test. Mình cũng sợ bị chiêu trúng bản quyền lắm, nên nói chung là mình sẽ mở những bản nhạc gốc cho mọi người nghe, nghe saxophone này, nghe guitar này, nghe vocal ha. Với một đoạn bass thì bây giờ mình sẽ mở một đoạn vocal của một ca sĩ nào đó. Ví dụ mình vô Spotify, mình ở đây mình có một bản quyền, ok được, ở Spotify rồi, Quang Vũ đây, mình sẽ vô Quang Vũ, mình sẽ nghe một đoạn vocal của Quang Vũ đi nha. Guitar. Em môi hôn để ngày sau ghi nhớ một chuyện tình. Ta cho em đôi vai tựa nhẹ lên hơi ấm đang còn đời, trong đam mê chơi người như trôi giữa không gian lạc loài. Bao đời trói trang cho nắng tắt, cho trăng dần lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi, nói câu tình cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ thôi, lãng khiến ta buồn rồi. Em tung tăng đến... Ok, như vậy là mình đã test cho mọi người xong là loa đang hoạt động bình thường và cho mọi người nghe một chút đơn giản. Thì mọi người có thể nghe đến showroom Thiên Vũ nghe hoặc những video clip lần trước Thiên Vũ đã mở test demo rồi. Chủ yếu hôm nay mình làm clip là mổ bụng thôi, để tránh mất thời gian người mình sẽ đầu sẽ mở nó xuống. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bưng nó xuống và mình sẽ tắt đi. Rồi ok, đúng rồi, lên thôi. Rồi mình sẽ bỏ nó xuống đi. Rồi lấy dây gọn. Cắt dây nguồn đi cho gọn, cái nào bỏ cắt một bên cho gọn. Rồi cái loa này thì nó gắn nó cũng rất là đơn giản nè mọi người. Nó có một tay sách ở đây. Spow F1 Pro 812. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ lên. Thằng này nó rất là hay, nó thiết kế cái bát trụ này nó cân bằng á. Là mọi người thấy nó rất là hay. Rồi bây giờ mình dỡ lên nè. Không cần gài, không cần mở cốp, dỡ lên. Xong, bỏ xuống. Hầu như là mình để như vậy mà cái chiếc loa này nó không có rớt. Vì ở đây nó có một khớp cân bằng ở đây nè. Ở đây nó có một khớp cân bằng. Ở đây mình dỡ lên, mình phải lên vô mặt. Rồi xong, mình sẽ bỏ như thế này. Mình lại quay cho mọi người cùng xem ha. Rồi, ok. Đó thì mà mọi người đi show á là cái mình cắt cái gẹp như thế này. Để rất là gọn. Và lúc đó bắt đầu mọi người sẽ dùng cái này bóp lại, khóa lại. Nó sẽ đầu nó sẽ không bị bung ra nữa, nó khóa lại. Khi nào chúng ta đi show thì chúng ta đặt vô. Đặc biệt thí dụ chúng ta có nhiều sub thì chúng ta đặt chồng sub với nhau. Ở đây nó có một mắt kẹp đây nè mọi người. Kẹp sub 3-4 sub, những sự kiện lớn đó, họ sẽ kẹp 3-4 sub với nhau rất là nhiều. Thì mọi người có xem những video clip của nước ngoài, còn hôm nay mình sẽ coi những video clip ở Việt Nam Thiên Vũ làm. Ok, tanh 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 tanh. Rồi giờ đầu tiên mình sẽ cái con mà subwoofer thì bình thường quá, bây giờ mình sẽ mở cái con full trước. Full nó nặng lắm. Ok rồi rồi mình đem rồi ngã ra đi. Bây giờ cái con full này để mở cái lồng trước á thì rất là khó. Rồi hạ xuống. Ô, rồi các bạn có thể quay cận cảnh thấy những chiếc loa bên trong, quay gần dạ sáng. Đó mọi người thấy những chiếc loa bên trong nó đang nằm bên trong ha. Đó thì Vũ sẽ bắt đầu đi quay. Rồi, thì chuẩn bị dít đi, đúng rồi. Hay dít đi. Mình không biết mở thật sự luôn. Nói thẳng với mọi người luôn là mình không biết mở như thế nào luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ Vũ sẽ đi quay cho mọi người xem là xung quanh nè. Ốc vít mọi thứ là nó làm ngộ lắm. Nó chỉ có hai mắt này không biết nó gỡ đường nào luôn, mà cái lưới này nó đã được mát, nó được móc sát mí luôn rồi nè. Nè, quay cho mọi người, nó được gài vô khớp luôn nè. Ví dụ mà các bạn thường những lo khác chúng ta gỡ nó ra, nhưng mà nếu mà gỡ như thế này ra thì tại sao trong đây nó lại như thế này nè, nó không biết cái đường gỡ của nó luôn. Nó ôm sát vô trong đây làm bứt không bứt là được. Nên bây giờ mình sẽ mọi thứ là mình sẽ tìm phương án thôi. Clip lâu thì cũng hấp dẫn cho mọi người để biết. Còn bạn nào hay quá biết thì vô mở giùm mình luôn nha. Rồi, em mở thử con này đi. Mở thử. Xài ba chĩa thôi. Cái này là cái chân nhựa nó để nè. Mà làm sao mà mở? Chuẩn bị thêm một cái con chì dẹp đi Tú. Cái này phải nại. Đây là chiếc ốc đầu tiên của Bose F1-812 đã được ra khỏi chiếc loa. Vậy mình mình sẽ review và mình sẽ mổ bụng nó một cách chi tiết nhất. Hôm nay các bạn vắng đi giao hàng hết rồi, mới trống như thế này. Hôm nay mình sẽ mổ cho mọi trong hộp lát mà mọi người về. Ô, này là gì ta? Này chỉ nó mất dài sao? À, đây mọi người, thì đây là cái cục nhựa mà nó để nó chống im, nó chống trơn, chống chảy, nó được khớp xong rồi nó được bắt đây bên trong là phần nhựa nè. Mà cái này là nó lấy sao ta? Chút nữa mình sẽ làm sau đi. Còn bây giờ Thiên Vũ sẽ bắt đầu khui tiếp. Cái này mở từ từ tính. Vì cái này nếu mà vậy thì nó có liên quan không ta? Có, cứ để đi. Lấy con này ra tiếp. Vâng, nhớ zoom những cái đoạn nha, những đoạn nha. Ok. Đây là cục nhựa cao su. Đây, đây là phá gồm nè, mọi người thấy không? Các bạn có thể sử dụng, các bạn chọt những cái cây ba chĩa ba chân á, nó thiết kế hay lắm, nó vừa bao gồm sạc khớp nó và nó sử dụng luôn cả cái chân cao mà ba chân để mọi người hay đi làm show á, nó cũng có thể sử dụng được, nó xài được cả hai luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Còn cái này thì nó có mắt khớp này nè, nó có thể chuyển. Thì cái này là dùng để cho sử dụng cho góc phủ á. Ví dụ những khách nào mà cái lo này nằm ở trên cao mà khách mà để ở dưới sân khấu á, mà xa quá thì nó ôm xuống để cho củ lo chép đi thẳng đến tay của người nghe đó mọi người. Đó. Thật sự là không biết cái con ốc nào mà mở luôn á. Giờ cái này nó dính khớp này sao đây? Này coi cái khớp lưới này nè. Coi nó mở được không? Ý, đây. Em nói ở đây thì ra này là nó có dán keo xong nó ốp sát mạnh luôn, chắc mở ở trong đây mình mới có thuế mở ra. Chứ còn đằng kia mình nói nó không có ốc làm sao mà mở được cái lưới đó. Ây da. Đó, thì ra hai từ từ sắp vị trí nha, coi chừng để lộn. Đây mọi người, đây là cái lưới đó nè mọi người ơi. Nè, cái lưới này nó có một cái lớp nhựa cao su đây là nó làm cho độ bót lại cái khớp nhựa trong đây nè. Em có thể quay cận cảnh mọi người coi, đây là cái khớp nhựa mà để nó nhét vô nè. Này mọi người thấy không? Thiên Vũ làm lại nha. Để lỡ mà có khách nào mà có muốn vạch phá mà đang có sở hữu nhà mà bị lỗi gì hay là cái gì đó, chúng ta vạch thì biết đường mà mở nha. Thiên Vũ đây hy sinh luôn rồi đó. Rồi đó, đây là cái chỗ mở nó ha. Rồi mình sẽ mở hết nguyên giải cho mọi người cùng coi. Thì ra nó là như thế này. Để sắp xếp vị trí rồi đó, nó đặt lộn chỗ ra tè què. Vô. Giữ lại nha. Mở nhưng mà giữ lại để nó bung. Ê từ từ quên. Ơi từ từ. Khoan, con này có ốc không? Thôi không, mở cái này trước đi từ từ. Mở đi. Đó, từ từ. Nó có kèo bót á. Trời ơi, vậy mà hồi nãy Thiên Vũ nè. Mọi người ơi, quay cho mọi người quay. Thiên Vũ trời ngu quá. Nãy nó tưa ra rồi. Nó tươi ra chỗ này rồi, nó hết bằng phẳng của người ta, bằng phẳng nè, mọi người thấy nó làm đẹp không, nó hay không nè, quay cho bên đây cho mọi người coi. Đây nè mọi người, bên đây nó làm bằng phẳng liền luôn rồi, nãy chơi ngu không biết. Cái đoạn chơi ngu đúng không? À, nó phẳng liền luôn, mình nãy thấy bà luôn. Rồi, xong này là ở hàng thứ mấy, hàng thứ hai. Chơi thôi. Để sắp đi để lát nữa nhớ. Từ giữ lại cái gãy. Rồi. Giữ. Ồ. Khoan, nó có một cái thế, nó một thế nào rất là nhẹ. Rồi này cho nè. Và cái lưới á, mọi người thấy không, cái lưới nó làm rất là đẹp. Cái nước sơn nữa, trời nước sơn thì nó đẹp horror luôn. Rồi ra. Các bạn thử đi, cái mình đợt trước mình làm mấy cái clip mà SE đó. Có một số bạn vô comment nói diễn quá, thì các bạn thử mà các bạn dùng một số tiền các bạn đi, một sản phẩm các bạn dùng tiền các bạn đi, 40 triệu 80 triệu các bạn làm thử một clip cho mọi người cùng xem đi, mình cũng sẽ học hỏi và mình sẽ like ngay và luôn cho các bạn coi. Các bạn cứ làm clip mình sẽ like cho các bạn. Ê, đúng những sản phẩm này nó vẫn hoạt động bình thường, nó không bị hư hao và không bị mất mát gì cả. Nhưng mà nếu mà một sản phẩm mà bạn bung ra rồi thì liệu là bạn là người mua hàng, bạn có mua với mức giá đó không ha? Mình làm clip thì mình tính mình hơi thẳng thắn nên những khách hàng nào có hơi khó thì bỏ qua cho mình, nhưng mà mình tính mình nói thẳng lắm, những các bạn mà comment mà không thiếu suy nghĩ á, là mình sẽ nói thẳng và ngay vào luôn, chứ mình không có ngại gì đâu. Tính mình hơi thẳng thắn xíu, mọi người thông cảm. Bây giờ như cái này lo, bây giờ này chắc chắn khi mà mình đã bung ra như thế này rồi thì chắc chắn mình sẽ không còn bán đúng giá nữa, vì mất bảo hành thì mình, ví dụ mình xài thì mình chả mất gì. Nhưng mà nếu mà đó là một số tiền khi mà đã bung ra, bạn đã bị sụt xuống một số tiền rồi, dù nó chưa qua sửa chữa. Bên này nhích lên, nó không có ốc đâu. Từ từ, bên này cứng còn có một cái. Không có ốc, không có chi là khớp gà thôi. Không làm nhiều hình phản phán như đúng rồi vậy. Dịnh á. Rồi dịnh. Từ từ nó cong như vậy. Bên đây thôi, kịch bên đây, bị dướng bên đây là bên đây nó mở rồi. Bực bạn đâu đi. Từ từ dịnh thẳng hàng á. Nó gài chúng cái gì á. Nó gà coi có chúng cái gì không á. Nhưng mà cái này mình có thể làm nghiêng quá. Đó. Đó. Không, thì mới nó cong luôn nè, thấy chưa? Cái đoạn này là mọi người khi mà mình lấy ra nó bị cong luôn nè, thấy không? Nó bị ngã ngửa thế này, đúng ra chuẩn nó phải ôm vô thế này, nó tức là cái này nó có thể uống được luôn nè. Cái chữ Spow này nó của nó có thể uống được nè. Và là những khớp gài của nó có những cái mút điểm và mút điểm cho nó để cho nó giữ cái độ bóp của nó, có những khớp gài. Nói chung là cũng hay lắm, nó không phải là khó khăn gì. Nhưng mà đúng là lần đầu mà không biết mở là mình đã nại rồi đó, nhưng mình đã chơi ngu một cái rồi đó, mình đã nại bên đây là banh rồi đó. Sao? Một cái. Bạn mua một chiếc lo mà nó bị xấu như thế này và lỡ bung nó như thế này rồi. Sao còn giá nữa? Sao không mất gì? Phải mất chứ. Rồi, ok, tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và đây là một sản phẩm 1 năm qua mình đã để khá là bụi. Chưa tới 1 năm nha mọi người. Khá là bụi. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người cùng xem. Thì đây các bạn, wow, các bạn thấy là cái củ loa này cái loa full này nó đặc biệt lắm này, để mình quay cận cảnh nha. Đây loa full này nó có một cái khớp nấc ở đây nè. Nó có một cái nấc bên trong này mọi người thấy không? Nó củ loa chép chúng ta thường là lá giấy nó sẽ được dán lên, nhưng mà còn thằng này thì nó lại có một lớp nhô, nó bị thụt, nó bị lõm vô phía trong nè. Mà nó rất là dày. Thấy không? Ở đây là màng loa. Ở đây là lớp phủ sơn của nó, chất keo của nó. Nó làm rất là đều nha. Từ con ốc vít nọ, hàng mới 100% là chưa có bị vùng vít, chưa có một vết xước nào của, không có một cái vết xước nào của con vít luôn. Tuyệt vời. 8 quả. Và mọi người, cái góc này là góc tản nè, nó cản lại, nó chỉ cho ra khoảng, nó đúng là nó đi ra cho 120 độ thôi. Đúng không? Nó chỉ ra 120 độ, nó không cho cái củ full này ra hơn, mà củ full này nó lại chừa cho subwoofer phía sau. Thì mà để mà xem được subwoofer đó mình phải làm như thế nào đây? Đây nó còn bụi nè mọi người. Để cho mọi người biết, hàng zin 100%. Chứ không phải là mượn hàng bảo hành. Đây, ốc vít mọi thứ nè, bụi nè. Hàng trưng bày nha mọi người. Của Thiên Vũ đấy, để cho biết cái con này là đã làm biết bao nhiêu khách hàng đam mê đến nghe thử và đã rước về rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em ấy cũng đã đến lúc mình cũng phải cưng nó, khui ra đem về nhà xài luôn. Tháo tủ cũ rồi chứ ha. Đó. Bây giờ phải là tháo, đầu tiên là tháo một cái củ lo trước đi, nó có mảng khớp này. Phải tháo được bên đây nè. Bên đây làm sao mình tháo? Tháo được cái gì này nữa? Đây rồi. Mình sao tháo ta? Cái này giấy. Cái dính liền nhau luôn á. Này có con ốc ở đây nè. Rồi, nè. Rồi tháo đi. Mọi người thấy hay và hữu ích và ủng hộ những gì mà Thiên Vũ đã làm và cống hiến cho mọi người thì nhớ đừng quên bấm like và ủng hộ channel Thiên Vũ nha. Để xem những clip về sau mình sẽ kiếm cái gì đó phá mổ bụng những cái đồ xịn đi cho mọi người cùng xem. Để coi công nghệ những đất nước khác họ làm khác gì với những dòng loa Việt Nam chúng ta, và cách làm để nhiều khi mình mổ những chiếc loa này đâm ra nó lại mang lại một ý tưởng nào đó cho các bạn mà làm loa ở thị trường Việt Nam là vô tình lại hơn rồi sao, học hỏi được gì đó sao. À đây nè, tháo được nè, mà sao bước ra nó bị vướng gì trong đây nè. Không có tháo được. Cái này là không có ốc nè. Đánh nè, tạt cái được nè. Nhưng mà nó bị vướng ở dưới á. Nó cái khớp gài. Nó làm cái lo gì trời. Khó tháo. Khớp gài nè, nhích lên là cái khớp gài nè. Đâu? Sao? Đó, nhích ra. Đâu có đâu, nó còn dính gì dưới nữa. Còn dính gì dưới nữa, còn dính, hình như là phải mở luôn mấy ốc này nè. Mở không? Mở hết đi. Rồi, mở hết đi. Dứt hết. Dặn đi. Rồi, gom ốc chừng mắt. Vậy tính ra nãy mình tháo hai này vô dụng rồi. Tháo hai cục chân nhựa vô dụng rồi. Rồi thử con trước rồi coi cái củ lo này nó có cái gì trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu coi cái củ lo nó sẽ có cái gì của dòng bô này, nó sẽ như nào. Ồ. Nó cũng từ từ. Wow thì mọi người thấy em có thể quay thẳng đứng lên giúp anh nha. Thì mọi người thấy ở đây bên trong cái chiếc lo bô này thì bên trong nó có một cái miếng mút. Ồ, miếng mút này lần đầu mình thấy đây. Nó kiểu giống như bông thủy tinh. Nhưng mà em quay gần cảnh miếng mút được không? Đó. Nó dày lắm mọi người ạ. Nó tức là đụng vô nó rất mềm mại và nó dày cui à. Nó dày, cực kỳ dày luôn, nó mịn lắm. Nó không giống như cái bông thủy tinh mà những cái dòng lo SE, lo Ý hôm bữa mà Thiên Vũ đã mở cho mọi người á. Đó, cái dòng gì? Cái dòng lo SE đúng rồi. Là nó sử dụng bông thủy tinh, còn cái bông này là một dạng khác nữa. Không biết luôn. Mình cứ mở cho mọi người coi. Rồi xong nó sau cái hàng này thiết kế thì nó mở ra này cái xong rồi nó lại thằng bô á. Bô nó cái nó lại gắt như thế này. Nó máng sợi dây vô đây. Nó thõm xuống đây luôn. Nó thả thõm xuống đây luôn. Đó là củ lo của nó đó mọi người. Rồi bây giờ để coi bên trong cái củ lo nó như thế nào. Nó làm bằng từ gì? Để mình đứt ra. Ồ, trắng đỏ hả? Này trắng đỏ là nằm bên nào? Cộng trừ nè, này đỏ nè. Đây đúng rồi, mình bứt hẳn ra một củ lo cho mọi người cùng xem để mọi người cùng biết, thì chúng ta có dịp cơ hội xem những cái dòng lo này nước ngoài họ làm thiết kế sao quá hay. Nó có hàng chì vô không ạ? Hàng chì đâu, đâu có hàng chì nó bứt ra được, nó nặng nó cứng quá. Ồ, đụng như lát thì gãy luôn à, nặng quá cứng quá. Em muốn lấy nó ra nè, nó bị dính cái kho này nè. Muốn lấy ra phải mở máy học này ra nè. Máy học có ốc hết á. Thảo banh ra đi, nhớ ốc nào để riêng để đắt lộn ngầu luôn á. Vậy tính ra mở củ lo ra xong bắt đầu bỏ vô đây mọi người, cái đây học bên trong rồi khi mà nó không lót mút nè mọi người. Đó, thì Thiên Vũ muốn lấy cái khay dãy giữa ra mình phải mở 3 con ốc ở trong đây. Đó. Giờ con thử con này coi. Dạ. Từ từ. Ơi nó dính 500. Coi nó có con ốc không? Mỗi cây nó có con ốc không? Ở đây mọi người nè. Tất cả này đúng là hàng chuẩn hàng nhập nè. Trên cái từ 500 nó cũng có ghi COCQ đầy đủ nè. Và có một số IMEI nè. Rồi mình quay cận cảnh rồi các bạn nào có thể dùng điện thoại các bạn có thể ra số IMEI này, thông tin của thiết bị luôn. Mỗi củ lo giống như cái dòng lo SE Đức đợt trước nó cũng mỗi củ lo nó đều có một cái số IMEI riêng. Mấy đồ nhập thì thường nó hay vậy. Đấy. Lát mình sẽ mở nó, bây giờ mình chỗ cái gì vậy? Dính á, 500 nó hít mạnh đó. 500 rất hít mạnh các bạn ạ. Từ 500 mà từ 500 gì? 500.000 hay 520.000. Nói chung bây giờ tiền nào của đó thôi. Không có gì mà giờ rẻ mà ngon nữa cả. Giống như gì Tuấn đi mua bộ phát wifi hả Tuấn? Bộ phát wifi cùng một tên cùng một thương hiệu, cái bộ phát 300.000 với bộ phát 900.000 khác nhau hoàn toàn đúng không? Giờ giá rẻ thì không có chắc cả vậy. Mình nói chung là cũng không nói gì được, tùy kinh tế mỗi người. Cứng dữ trời. Trời, nó cài nó có móc gà đây, em muốn lấy nó ra phải nó gài rồi, chưa có gài rồi phải bóp bứt nó ra. Để củ lôi đi, mọi người coi củ lôi được rồi, giờ làm sao mở ra để lấy bít bưng cái kệ ra đi là được rồi. Lấy cái này nè, chắc có 2 con, có 3 con bít thì thôi à, chứ không có nhiều đâu. Ui, chuyện hư á, cứng, hít rất là mạnh luôn mọi người. Con nào cũng có hết á, 3 con hết á. Con nào cũng có 3 con hả? Ừ. Rồi tháo hết đi, tháo đi. Có 3 con hết á. Tháo thằng con. Không có nè, gì chứ 2 con này, 2 con này, 2 con trung tâm nè. Rồi, chỉ cần 2 con trung tâm. Rồi, nhét lại từ từ, nhét đúng nguyên bản đi. Đừng phá. Nè, rồi mình mỗi con này mỗi con này ha mọi người. Tất cả mỗi củ lo nó đều có một số IMEI riêng, như Thiên Vũ nói các cái đồ nhập khẩu mà đồ chính hãng nó thường là nó vậy. Củ lo nó cũng có số IMEI riêng hết á. Mỗi củ dù là một cái lo. Nó để sau hầu như giống như các bạn mà các anh chị mà mọi người mà làm chơi ở công ty công nhân đồ á, các bạn sẽ biết là sợi dây dài, đế dài hay là mấy đồ điện tử, mỗi thứ nó đều có một cái kiểm định giống như họ để rò sót được đúng sản phẩm của họ đó. Giống như vậy nay thà hư họ cắt bỏ chứ họ không bán ra thị trường. Đó là khả năng và thương hiệu của họ là vậy đó. Thà không bán, nếu mà bán là phải bán đồ chất lượng. Ốc khá dài. Ốc dài không? Dạ. Đi bỏ vô đi. Quá sâu luôn đó. Ra. Rồi. Đừng lộn nha. Bỏ vô. Thì cái con này thì nó đa phần dùng cái ke không ha, nó không có dùng lục giác. Rồi mở hết nguyên giải ra luôn nè. Đây, trong thời gian em mở bên đây, anh mở nè mọi người, Thiên Vũ sẽ mở lại coi Thiên Vũ nó đúng không, mỗi củ lo nó sẽ có một số IMEI. Đây là ba củ còn lại nè. Đó, một củ ha. Rồi Thiên Vũ bỏ riêng qua bên rồi tiếp tục củ này. Đấy, mỗi củ có một số IMEI riêng, có COCQ nó in hết trên đây nè. COCQ là hàng nhập đó. Các bạn mua đồ nhập thì thường có những cái tem kiểm định COCQ là vậy đó. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy ha. Đó. Củ lo của nó. Rồi lát nữa mình sẽ để nó ra ngoài trước đi, rồi mình sẽ bứt cái củ lo và quay cận cảnh cái củ lo vô bên trong F1-812 nó thế nào mà cái độ chịu tải nó quá lực như vậy. Nóng quá. Mới là tải hết nổi. Rồi, ra một cục. Rồi, hết cục nó lên vừa đó. Rồi cái này nó bắt lại hết quá. Ê, còn dính cái gì nè. Ôi từ từ. Nó có dính cái gì á. Đi gỡ bên đây đi, gỡ con bên đây. À, nó dính cái gà đây nè. À, em phải mở dính này ra phải. Mở con này ra nè. Mở con này nè, con này nè. Dính bên hông này nè. Ừ. Để rút nó ra. Nói chung là tháo nó rất là khó mọi người ạ. À. Tại vì mình không biết, mình cũng sợ hư đồ á, mình phải tìm ra được cái vít của nó. Mình phải muốn mở ra hết, phải mở phải nhầy ốc hết. Nói chung là không hư gì đâu. Phá mở ra thì gắn vô lại thôi, không có lắc ra đó. Chưa, đó là lắc thôi, còn cái nữa trên bứt nó ra. Như cái này là lấy khớp ra nè. Đó, rồi từ từ mở hai con này thiếu nè. Thiếu nè. Đúng rồi, ra cái hộp này. Đó. Sụt mất ốc nha. Đây là hình thù. Rồi. Ra nắp nè. Hay quá. Và khi mà mở cái nắp ra thì nó có thế này. Và này nó có ốc vít gì không? Sao nó kỳ vậy ta? Ồ, hít à. Ở dưới đây là nó thiết kế cái gài cái củ chăm chăm đây mọi người. Nó cái đây cục chăm chăm nè, khi mà úp mà tại sao nó cứng mà nó không bị lỏng ra, tức là 500 nó không bị hư á. Anh bỏ camera vô đây thôi. Đây. Mình để bên trong coi tại sao mà mở nãy giờ không ra nè. Rồi dở lên coi Tuấn. Anh xem. Nó còn hai ốc đây, hai ốc nhỏ đây. Đâu mở ra coi. Đó. Wow. Hai ốc nhỏ này là lục giác thôi. À lắp sao? Có chừng không phải ốc nhỏ đó, có chừng là 500 á. Đó có hai con nữa đó. Gỡ ra luôn. Không phải đó là 500 mà. Này 500 nó không liên quan đến cục này, đâu dính đâu. Phải gỡ cái gờ này ra cái mình mới nhích cái lo lên được. Thực sự mở cái lo này rất là khó. Rồi trong thời gian đó anh gắn lại cái này đi đã. Gắn lại cái này mở củ lo cho mọi người biết là được rồi. Chứ giờ mở cái gì quá. Oh. Oh man. Đó ra nè. Đúng không? Đúng, ra nè. Rồi ok, để xíu. Rồi mọi người nha. Rồi chia sẻ chỉ dẫn để mà mở được cái bảng này ra thì các bạn cần phải mở mỗi bên nó sẽ chia ra là làm hai phần. Các bạn phải là hai cái con lo củ lo ở giữa mọi người phải dỡ lên và các bạn phải mở ba con ốc ở phía bên trong này. Lúc đó rồi sau đó các bạn sẽ phải mở hai con ốc. Đây, bốn con ốc mình phía bên đây. Đó, bốn ốc này, ốc nhỏ, bốn đây và lúc đó các bạn phải mở cái cục 500 ở đây ra. Rồi các bạn sẽ dỡ lên. Đây là cục 500. Rồi bây giờ mình có, nó còn dính dây, nó còn dính dây. Bên trong dây nó là gì đây? Đây. Nó đèn pin. Ô dây này là không bứt ra được và Tuấn ơi. Các bạn muốn lấy này ra là các bạn phải tháo dây của nó ra. Cái dây này của con nào ta? Dây này tất cả của các dòng lo, không của con nào hết đó. Mỗi lo nó đều có một dây mà các bạn tháo này ra thì nó rất là cứng. Rất là khó tháo. Đây. Bạn tháo này bạn lấy nó ra. Sự đó. Không phải đó. À bước được. Nó cứng quá. Wow, các bạn chia sẻ mọi người cái này. Cái đồng này mình đánh cũng rất là lâu rồi nè. Nó vàng ống à, nó không có ra tan. Và thấy cái cộng đồng của nó không? Cộng dây nhỏ này nè. Nó vàng ống luôn á. Không hề ra tan chút nào. Giờ nó sao đây? Cái nhỏ không? Có cái cây mà chọt sim hay cái gì á đây nè. Bớt ra này nó có mũi tên rồi. Đúng rồi như vậy. Nhấn rồi. Quay đúng rồi. Đây à. Nó là à, đây nè, bấm vô đây nè. Rồi. À. Mình ngu quá ta. Vậy là thật sự Thiên Vũ ngu thiệt. Quay qua. Đây. Bấm vô đây nè. Hút cái ra. Rồi. Các bạn phải nhấn cái đầu nó có một nắp gài mọi người. Xong. Rồi ok. Rồi chúng ta tháo hết vào dàn lo đi. Xong. Để mới mở được cái cụm phải tháo dàn lo thì mới lấy ra được. Rồi ok. Thì trước khi mình để bạn Tuấn chia sẻ cho mọi người, mình quay cho mọi người cùng xem ha. Thì củ lon nó như thế này. Các bạn mà muốn lấy nó ra thì các bạn phải nhấn cái điểm nhấn ở chỗ này nè. Các bạn thấy không, cái điểm đó, đây là cái mất vuông nó lên, các bạn phải nhấn chỗ này ra thì nó mới gờ, giống như nó có một vết khóa chứ không phải giống như của mình là mình bóp cho nó cứng. Rồi gọi là dựa vào ma sát để cứng. Còn con này thì nó có một cái mắt khóa này, các bạn phải nhấn nó xuống. Ha, đây là một cái thế khóa của con bột, nó làm cho cái dòng bóp này nè. Của mình là bóp dựa vào ma sát, còn của nó là nó có một cái khóa nè, ở đây là có chốt khóa của nó nè. Mọi người thấy, đó, đây là chốt khóa của nó, các bạn phải nhấn nó vô thì bạn lấy ra rất là nhẹ nhàng. Rồi. Mình cũng biết luôn, mới biết luôn. Rồi. Dây nào? Lấy cái chừng nhiều dây hết. Nó bị dây dướng con. Nè, mà tháo hết luôn, mà tháo hết toàn bộ luôn. Rồi, đến thì cho giờ trong thời gian bạn Tuấn tháo thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đây là củ lo của nó. Rồi mình cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy không? Đó, củ lo của nó rất là đẹp. Rồi. Đó. Mọi người thấy. Rồi bây giờ thì đó, bây giờ bên trong củ lo nó này cái móc khớp mà nãy mình nói chia sẻ mọi người này nè. Còn củ lo chắc mình không dám mở rồi. Rồi phía sau của lo thì số IMEI WC như nãy clip mình chia sẻ. Rồi bây giờ mình thẳng đứng đi, quay thẳng đứng đi đó, ok. Nó có ánh sáng mọi người thấy nét hơn. Rồi bây giờ đó mọi người thấy không, cái màn của nó thuộc dạng làm màn giấy mọi người. Đúng đặc trưng của Bose, nó làm màn giấy mọi người, loại này nó làm bằng màn giấy. Các bạn thấy nó có những sợi bông giấy nó sơ không? Sơ bông giấy nè. Tất cả luôn. Đó. Đó làm sơ bông giấy, mình quay cận cảnh luôn nè. Gom đó. Thấy không mọi người? Quay chi tiết củ lo cho mọi người cùng xem. 80 triệu mà có củ lo bé tí thế này thôi. Và đây là phía sau. Đó, có ánh sáng là rất là đẹp. Mình sẽ quay coi nhà hãng họ thiết kế cái từ viền khung viền lo nào, cái nước sơn của họ cũng rất là đẹp mọi người ạ, sơn tĩnh điện, hầu như là sơn tĩnh điện không à. Ở đây là cái đoạn chì mà họ kết nối âm dương. Rồi, ok. Đấy, chỉ có thế này thôi. Khá đơn giản, đấy, củ lo. Và đây là cái cộng dây tóc. Cộng dây dẫn đến tín hiệu của lo đây nằm bên trong. Đó mọi người thấy không đó. Thấy không, dây bên trong nó sâu bên trong nè. Đó. Ok. Rồi ở mình thiết kế nào này để thấy cái màn đây. À, em sáng lên rồi cho mọi người thấy cái màn đó. À, bên nào dễ nhìn nhất ta, đây thẳng đứng lên nó không thấy được, nó góc tối quá mọi người à. Thiên Vũ muốn cho mọi người thấy cái màn đây, cái màn này nè, đó, cái màn bên trong của nó nè, nó quá nhỏ đi, muốn cho mọi người thấy mà nó quá nhỏ. Đây Đó, mọi người thấy không, nó quá nhỏ. Và đây cục 500 của nó đây. Rất là thích đúng không rồi. Giống như cái bô này họ thiết kế giống như cái lo SE mà Thiên Vũ vừa khui đợt trước 32 triệu đấy. Về tí mà nó dỗ thôi rồi nó khủng khiếp. Lực đi xa cũng khá là tốt. Bản thân con này phải là Pararay nữa mọi người ạ. Theo thông số kỹ thuật chính xác của nó là gọi là Pararay. Thì cái thông tin này mọi người tham khảo trên mạng thêm. Nó có một miếng màng nhung nhựa ở đây giữ cho loa khi trường hợp đánh lớn nó không có bị rè hay hoặc là bị tẹt vì ma sát giữa các vật cứng với nhau. Đấy. Rồi, loa sẽ thiết kế này thôi. Giờ tháo qua toàn bộ hết đi. Rồi bán củ loa. Bán củ 20.000. Củ 20.000. Như bán bánh xèo vậy đó. Rồi một củ loa 20.000, khách nào đăng ký nha. Các bạn tháo hết rồi. Đấy mọi người coi bạn Tuấn tháo nè. Rồi. Rồi. Tiếp tục mình sẽ tháo tiếp những con kia. Đúng rồi. Đó, thì cái tháo ra thôi. Bước mạnh lên cho bông cao su nó bóng với cao su nè. Rồi bấu lấy ra luôn, lấy ra là lấy cao su ra cái bấu. Đúng rồi. Dịnh gì dở lên giữ cao su nhấn cao su tuột qua luôn. Đó. Bỏ bông ra ngoài. Nó còn xài dây rút nữa. Trong đây có cái gông cộng dây rút nữa. Đâu có dây rút nào á. Lobo bên trong đây họ cũng sự tận dụng dây đúc nè, tính ra dây đúc cũng phổ thông ha mọi người ha. Đây, học cái đây nè, hóc đây nè. Đây nè, cũng thấy cỡ nè. Cái này giúp của 520. Nè, bung lên này đúng rồi. Giờ mình còn dướng một sợ đây nè. Đây. Đúng rồi, em hạ nó xuống đó Tuấn, nhấn nó xuống, nhấn này nè. Nhấn cái này xuống. Nhấn xuống luôn, thụt xuống luôn. Nó giống như này nè, thụt xuống luôn. Xong rồi. Đó, giờ quay đi. Đó. Mọi người phải muốn lấy cái này ra thì mọi người phải nhấn đi, phải nhấn thụt cái này nè. Là quay nè. Mọi người lấy cái dít đó mọi người nhấn xuống. Đó, nhấn xuống mọi người ép một bên xuống đẩy xuống là mọi người mới lấy được sợi dây ra. Bên này cũng vậy luôn. Đó, cục cao su á cái kiểu mắc gài để cho dây không có chạy lên và xuống á. Rồi, đó. Và cái cục này thì là từ. Rồi, xong. Ok. Và đây là thành phẩm mà sau khi khui ra và nó là một cái nhựa để chúng ta để viết, chúng ta để những thiết bị như dụng cụ viết xóa rồi chúng ta để trên bàn văn phòng. Đó, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Và đây là cái cục mà nó bát 500 á, mà khi mà nãy Thiên Vũ mà bẻ nó xuống mà tại sao nó cứng luôn, mà những thời điểm mà đứng á, là ở đây nó có 500 cái đây nè và nó hít vô khi mà chúng ta đẩy ra và chúng ta kéo ra thì nó ra thôi. Và đây các ở khay nhựa họ cũng chống để tránh những trường hợp mà ví dụ mà khớp như thế này mà những cái loa mà đã lớn thì những vật thể cứng với nhau đó thì nó sẽ gom cạch giống như hàm răng chúng ta cạch thế này nè, thì cũng đã kê sẵn miếng mút để tránh trường hợp gọi là bị va chạm các vật thể cứng nhau để tránh ra trường hợp những cái tạp âm như là ồn nó cạch va chạm với nhau. Thì đó là mình nghĩ cái miếng mút này nó có tác dụng thế đó. Còn này cũng vậy, nó cũng có miếng dán thế này. Ok, đấy vậy là xong rồi, mở ra rồi. Và đây là cái ruột bên trong của cái lo thứ hai đây các bạn ạ. Và đây là cái ruột bên trong đó. Và đây là hai cái lỗ hơi, mình sẽ lát mình nghiên cứu cái lỗ mùi, mình thấy cái miếng mút trắng nè. Miếng mút trắng bên trong mình coi họ dùng cái mút kiểu gì, mốt nữa mình làm lo Thiên Vũ mình nhập về mình tìm những chất liệu mình tự chế cái lo mình nữa. Quá độc. Hầu như trên thùng của các bạn đang thấy ở đây là bằng nhựa hoàn toàn, không có bằng gỗ bằng cây. Và nó rất nhẹ, hầu như nặng là nặng củ lo, nặng cái spow mà. Đấy. Và màng bên trong của các bạn nè là màng gân. Đấy. Rất là chắc. Rồi mình sẽ mở từ từ để các bạn Tuấn mở xong hết cái giải này đi, mình sẽ mở bên trong ruột cho mọi người cùng xem. Vậy là bữa mình chơi ngu mình tháo này ra rồi. Uổng quá mà, móp miếng rồi nè, bông ra luôn rồi nè, không biết mở nè, phá nè, thiệt hại. Nhưng mà mình nói than với mọi người cho vui vậy thôi, chứ đã bỏ công sức ra làm để chia sẻ rồi thì cái vấn đề là không có quan trọng vấn đề đó nữa, mà mình muốn chia sẻ để cho mọi người hiểu hơn và biết nhiều hơn những cái dòng lo ở thị trường nước ngoài, những cái dòng lo cao cấp họ thiết kế, họ design, họ tính toán, họ làm như thế nào để có thể những người bạn chúng ta, người Việt chúng ta có thể học hỏi theo những đất nước lớn, và chúng ta có thể phát triển ở những dòng lo mà Việt Nam đôi khi lại hay là sao, đúng không ạ? Nếu mà đừng quên thấy clip hay phải nhớ cho em một like và một subscribe, để lại comment và các bạn thích Thiên Vũ làm những sản phẩm nào, mổ bụng hay là chia sẻ ruột rà bên trong hay là đánh giá thì hãy để lại comment bên dưới, Thiên Vũ sẽ làm nhiều clip hơn cho mọi người cùng xem. Đây là một bạn nữ làm rất là hăng hái, vì cũng nữ nhưng mà rất là mê âm thanh. Đấy, các bạn thấy không? Nữ cũng rất là mê âm thanh. Hầu như ở đây là làm vì đam mê. Rồi xả cái hết đi em. Thao tác rất là nhanh đúng không mọi người? Đẳng cấp không? Đây và cái nồi rác mà sau khi mở bụng ở đây. Chim én bay. Ok. Để mình chụp lại tấm hình làm kỷ niệm. Người đầu tiên từng tháo cái lo Bose F1 của Việt Nam ra cho mọi người cùng xem, làm kỷ niệm. Hay quá. Bô. Đấy, các bạn muốn lấy cái cây này các bạn phải mở những con vít bên hông như thế này ra nữa nè. Rồi, ok, có hai. Đó, còn 500 dưới đây nữa nè. Đây. Và các bạn muốn lấy nó ra, đây các bạn nữ, bạn nữ nè. Nhìn là biết làm ngay. Em ép bên hông á. Đó, ra. Còn 500 nữa. Đó, còn 500, còn cái nữa kia luôn. Còn 500 ở đây nữa nè bạn. Em chọt cái cao su. Ở khe này nè, các bạn muốn lấy nó ra thì mở ra cho mọi người. Các bạn thấy bên trong đây nó có hai con ốc này là ốc 500 này, các bạn phải dùng vít nhỏ dài, các bạn mở ra thì các bạn mới lấy được cái hộp này ra được ha. Ôi, một cái clip mà khui ra cái tiếng đồng hồ á. Series nhiều tập á. Này phải chia thành nhiều tập luôn chứ. Mệt quá. Lát mình gắn lại đuối luôn nè. Ok đó. Mình học nghề mà. Coi người ta thiết kế lo như thế nào. Rồi, cái này chọt cái nữa. Ồ, quá hay. Rồi, lấy gì? Rồi, mọi người sẽ chờ nha. Còn cái cây này nữa nè. L1 1S nè. Đó, còn này là những cái văn bằng Thiên Vũ bán hàng 3 sao. Spow S1 này, về bữa mình xử lý hết cái con này cho mọi người chơi hết luôn. Wow, và đây là sau đây là khui ra thì đây là những thành phẩm của cái Spow, đây là phần chân đi lên. Và ở giữa các bạn có thể thấy ở đây phần giữa thì các bạn có thể thấy đây là cái củ loa của Spow. Bây giờ mình không biết lấy cái củ loa này ra như thế nào nè. Đó, bạn này đang nghe một vụ điệu ăn mừng. Rồi, ok, bây giờ sao đây? Bây giờ làm sao lấy cái lưới này ra nè, lấy cái lưới là sẵn tiện dỗ nhẹ này lại cho nó bằng phẳng lại kìa. Thấy ghê quá à. Để nó móp ghê quá. Rồi, bây giờ mọi người thấy thì nó chia những củ lo, nó chia này mọi người. Nó chia ra đây. Ồ, nước ngoài họ cũng xài bằng keo đen nữa mọi người ơi. Ở đây giống như kiểu bằng keo đen, mà bằng keo đen họ nhám, không kiểu bóng như bằng keo đen ở Việt Nam mình. Và họ cũng xài dây rút để cột để giữ cho cái dây tín hiệu nè. Không gì vậy, phân tần nằm đâu ta? Này có phân tần không? Ồ, nó không có phân tầng hả? Vậy cái đường dây này đi từ đâu ra? Mô, mình đang tìm lý do đây, mọi người đang chờ, mọi người chờ giúp mình. Thằng này nó đi, thằng này nó đi từ đâu ra? Ở dưới đây nó không có một dây nào đi xuống thì cái dây này đánh bằng cái gì? Hả? ở dưới đây nó không có một dây nào đi xuống, ví dụ nó khoảng một dây tổng đưa phân tàu nè, nó không có nè, nó chỉ nằm dưới đây thôi, nhưng nó không có dây đi xuống. Có thể là nó đi xuống ở bên khe này mọi người, có thể là những dây lo họ giấu xuống bên khe đây nè mọi người ơi. Nhưng bây giờ làm sao để mở, phải quay ngược đít lại đi. Bên đây có ốc kìa Tuấn, phải mở ốc này ra kìa. Ốc này nằm đâu? Thiệt, này phải uống nước mới làm, nói nãy giờ khang miệng luôn. Ốc này nằm ở trong của cái nó này. Nó trong, cái này là mất hoài rồi, mình phải ngược lại hay sao á? Bắn lên, nhích lên. Hả? Vậy, lấy đứng lên. Đứng lên, nó còn bên hông đây nè. Đó, mình phải dạng ốc sau lưng cái bo ngập này nè. Ô, từ chừng lạc mắt cái này, gom lại hết đi. Đây. Để mở được bát. Đâu? Ok. Rồi mình để mình mở thử đi. Ở đây họ phía sau họ cũng dùng ốc kia luôn rồi, chơi luôn. Trời, chơi tệ ốc hết vậy. Vừa lục giác rồi vừa ốc ba ke nữa. Rồi, giờ cứ nghiên cứu đi, mở đi. Ốc nào lắc nhớ mở gắn lại được rồi. Dài sâu không? Các bạn nhìn nó giống như con robot rồi mọi người. Nó làm một cái lo quá cầu kỳ đi. Quá thì nó quá cầu kỳ luôn. Những cái dạng khung đúng là nó đúc luôn á mọi người, nhựa là nhựa đúc chứ làm sao mà chúng ta lắp ráp được. Họ đúc không à. Họ có khuôn họ đúc hết rồi. Nước ngoài họ đúc hết rồi. Họ đã tính trước các bạn vẽ rồi lo như thế nào họ đã đúc thành ra một cái form bằng nhựa hoàn toàn bằng nhựa, nhìn giống như set format nè. Rồi sau khi mở về mình sẽ mở cái bộ bo điều khiển trước coi bên trong nó cái gì không. Lấy ốc ra rồi. Ô, không lấy ra được. Ở đây cái bộ bo điều khiển mọi người thấy là họ tức là họ ngăn cách hẳn với lại lo luôn mọi người. Nó không giống như những cái dòng lo súp của mình hay là những dòng lo khác của mình đó. Thường là cái bo mạch nó nằm chung với lại cái bộ bo luôn, còn hàng này thì nó lại là nằm cách biệt luôn, tức là nó phân vùng nó che kín như thế này luôn nè. Chắc là mình đẩy chắc cũng sẽ được thôi. Để Thiên Vũ bứt nó ra bộ bo mạch. Cái này bứt được hết à. Bứt lát nó không biết cách gắn rồi, gắn tầm bậy nó cháy lo luôn, vui luôn á. Thôi miệng quá. Một nút nè, đoạn này cộng dây gì đây, dây giống dây điện mát đúng không? Wow, nó giống như máy tính vậy. Oh, wow, hai nè, mình phải xử lý từng cái, mình phải mở là mở tận ruột coi từ cái bo nó xài như thế nào, tụ gì. Còn cái con móc phép của nó nè, mấy cái giấm hàng cũng đẹp ghê này, lắp ráp cái này nó Trung Quốc mà cũng làm kỹ ghê. Giấm hàng đẹp tuyệt vời luôn. Con này con ốc của sơ pháo, ốc nhỏ. Khỏi háo ốc lên đi, khỏi đi. Quay ngược lên. Qua mở cái con này nè. Đó nè. Được rồi. Mất khóa gà để mở luôn rồi cô á. Không có gì không, từ. Không để cho nó ập xuống được không? Không, cái này không cần. Em chỉ cần lấy hai nguồn, cái này là cái dây cấp nguồn nè. Cái đó phải đây mới là dây nguồn nè. Nè, mở con này thôi, âm dương nữa hả? Bấm cái. Vuốt được, phải gài chọt một cái. Vuốt tháo cái bọc nữa. Rồi, đủ rồi nè, thấy rồi nè. Rồi, ok. Được rồi, khỏi luôn em. Okay. Cái này nó làm cũng nhẹ chứ bộ. Cái này cấp nguồn. Phá quá mà. Dạ, rồi, không quá mà. Rồi ok chào mọi người. Và đây là sau khi mở nó ra, bo mạch. Đây là bộ điều khiển của Spow S1 Pro. Và nó cũng có một số IMEI, một vài bản bo của số IMEI. Và ở đây là cái nguồn vào. Và đây là chân mát, ốc này ốc mát nè, đúng không? Ốc mát, công tắc ốc mát, đúng rồi. Vì mát. Nhưng mà Việt Nam mình chơi ngâm quá, không giờ có mát cả. Mua đưa đồ nhập là te, giật te luôn. Rồi. Đây nguồn cắm qua đây. Cấp nguồn do loa phía trước. Và ở đây các bạn thấy, em thấy các bạn quay gần với anh. Các bạn thể thấy những cái bo mạch họ hàng cũng rất là đẹp, nó rất là nhìn rất là liền lạc, cái bóng bẩy nó không có bị giống kiểu một vết dơ với một vết nhơ nào đó. Và họ cũng có những cái khoảng cách ngăn là chống gãy rồi. Rồi đây những con tụ nè, cho anh mượn anh quay những con tụ cho mọi người xem, nó rất là long lanh và rất là lung linh. Em nhìn giúp anh, mình không thể mở ra được bên kia vì nó đã dính chung với lại cái phần này rồi nên mình không thể mở nữa, sẽ mở mình quay xung quanh cho mọi người xem. Ở đây là một cái con MOSFET mà Bo nó đang sử dụng đó mọi người. Đây là MOSFET. Đây con công suất đây. Đó, đây là con tụ mà của nó mình, các bạn coi tổng số, nhưng các bạn mà làm nghề điện tử thì các bạn sẽ hiểu có những con tụ mà Bo đang xài. Đó, các bạn chế cháo về các bạn nhìn học hỏi theo, các bạn chế cháo gì chế cháo nha. Đó. Đó, các bạn thấy các bạn rành về điện tử xem clip này chắc bạn cũng lần đầu gặp thì có những đánh giá và những cái cảm nhận gì của mình hãy để lại comment bên dưới nha, để mọi người cùng trao đổi và chia sẻ và chúng ta học hỏi với nhau nhiều hơn. Đó. Rồi bên kia nữa như thế nào, bên đây thì có cái gì đấy, cận cảnh chi tiết nè, nó có thông số nào scope map, nói chung là mấy anh tụ nó rất là đẹp mọi người ạ. Nó thiết kế liên lạc lắm, nhìn khủng khiếp luôn. Mình quay gần ảnh nè. Xong. Rồi tiếp tục để mình sẽ mở con ốc trên. Và vô tình vặn tuôn một con ốc trên rồi. Bây giờ chỉ còn vướng một con ốc lấy bo lấy được. Rồi ok mình đã mở xong, bây giờ mình sẽ mở cái bo mặt phía sau cho mọi người cùng xem. Nó còn nó làm khích rịch luôn mọi người. Nè, em có thể quay cận cảnh cho mọi người xem. Nó làm khích rịch luôn á. Đây là hình như là cái bộ phân tầng của nó luôn nè. Chính đây, em nó đấy. Đúng rồi. Chính em nó đấy. Rồi. Giờ rứt ra từng cái hả? Rứt ra từng cái lát nữa sao biết gắn. Từ từ tính 1, 2 nó có dán kèo á, có dán hả, nó có dán kèo, phải chống màu kèo cứng. Mọi thứ nó đều chích keo, nó sợ bung á mọi người, nó có chích keo hết á. Rồi chia nha, chia cuộc nha, bung ra luôn. Nó có ghi hết ra luôn, có keo rồi xong mất con chừng vai luôn cái chừng. Không rồi, sao nhớ đi rồi con kia bên này thì quá ba đừng có chừng phải dính quá, keo chắc quá mà keo nó không gì đâu. Bực lên lắc ngang á, đừng lắc thẳng, lắc ngang á, lắc ngang thành dọc. Rồi bên kia cái chà, keo cứng thiệt, không luôn chân luôn keo á, nó tách keo ra quá cứng rồi. Gì để cho tách keo nha. Giờ muốn mở này ra là sao mà mở? Rồi làm sao lấy củ lo ra? Ai biết chỉ dùm cái. Lát làm sao lấy củ lo ra? Thiết kế vậy làm sao mình mở củ lo ra ta? Không lẽ nó bắt cưa đôi cái lo này? Xúc rồi. Gắn vô đi, gắn vô đi, cứ xúc rồi. Rút ra luôn ha. Gãy đừng gãy kim, đừng gãy kim, rồi rút hay rút, đừng gãy kim. Rút luôn. Rồi, để bút keo kìa, rút luôn. Rồi. Rồi xong luôn. Rồi cái nó xuống dưới rồi xong. Rồi đó, rồi. Còn cái dưới cùng hai cái luôn. Và đây là vỏ lớn và đây là cái nguồn mát. Nó có hai chân. Con nào cũng có keo hết được vô đây đủ rồi. Đó ha. Rồi. Mọi người ở đây thấy thì nó giống như dòng lo SE và nó cũng có số IMEI nè. Mọi người thấy ha. Nó cũng có số IMEI. Và cái bộ này là bộ tản nhiệt, cái bộ tản nhiệt giống như cái lo SE được trước thì bộ đã khui ra, nó có một cái thanh thên nhôm, nhưng mà thằng này kiểu nhôm, thằng này nhôm nguyên khối, nó kiểu nó dày hơn, nó bóng hơn, và nó cũng có những thanh nhôm giống như SE ở đây, nó để nó truyền nhiệt, cái bộ bo mạch công suất nó truyền dẫn ra đây và nó sẽ nó mở rộng cái không khí. Và bên đây á, nó hay, mọi người quay đây, họ thiết kế như thế này, ví dụ như khi mà cái bo này mà nó đã hoạt động mà quá công suất mà bị nóng á đó, các bạn thấy ở đây nó là không phải là một cái khoang kính mà nó sẽ là một khoang hở. Thì cái khoang hở này thì như thế nào, khi mà khoang hở, khi mà cái bộ bo này nó đã đang áp sát cái mạch bên đây, khi mà nó đã quá nóng thì cái củ loa bass khi mà nó dỗ á thì cái lực nó đẩy ra bằng qua hai cái lỗ hơi phía trước mà Thiên Vũ nãy quay cho mọi người xem, hai cái lỗ hơi thì nó sẽ đẩy hết, vừa nó tức là nó vừa dùng công suất để nó đẩy hơi ra luôn. Quá hay, quá hay cho một ý tưởng. Dòng đây là dòng lọt đi rồi, đẩy vô đi. Và trước khi nói gì nói đến, mọi người thấy nè, đây là một chùm keo gửi cho mọi người thấy, họ sợ bị nóng bo mà họ xịt keo này mọi người, họ xịt giống như kiểu là sốt mezone, các bạn chấm với trái cây vậy đó, đó giống như sốt mezone để với mấy củ cải ấy. Nó chích dày đây để cho cái khả năng mà cái độ bám á và va chạm đồ này nọ nó sẽ tản nhiệt ra những cái thanh này. Bên đây nó cũng có luôn, nó cố tình nó làm giữ ma sát trên đây nè mọi người, quá trời luôn. Ở đây cũng vậy, hầu như tất cả họ đều làm. Ở đây là những con tụ đó, và bên trong đây là những con linh kiện màu vàng và nó đều có những cái thông số mọi người có thể thấy. Hầu như là những con tụ này không phải hàng OEM mà họ có những cái đặc trưng riêng, có những con tụ có một giá trị riêng. Từ những con tụ các bạn thấy nó rất là đẹp, nhìn cái sứ của nó các bạn cũng thấy có sự khác biệt về sứ của nó nữa nè, thật sự luôn á các bạn. Nếu mà mình quay điện thoại khởi các bạn không nhận ra, nhưng mà đúng là các bạn nhìn ở ngoài đi, đúng tiền nào của đấy luôn á. Rồi bo màu xanh đây, nó có những cái thông số, em quay cái này cho mọi người xem, mọi người nhận ra đây là gì. Quá đã ha. Lấy giờ khui ra nữa, mà khui ra lát là tháo mạch quá. Nói thiệt với mọi người là Thiên Vũ khui cái con này ra rất là mệt mỏi luôn, 1 tiếng đồng hồ rồi đó, rất là mệt mỏi. Rồi lát còn ráp lại nữa nè. Bây giờ làm sao lấy lo phía trước ra? Bây giờ làm sao lấy lo phía trước ra mọi người? Giờ nó thì cũng thật sự giờ chửi gà hay chửi dở thì chịu thôi, bây giờ là không biết cách lấy luôn. Bây giờ cái này là nó đúc nguyên khối nè, nhựa rồi, giờ đúc nguyên khối nè, giờ là khớp là chắc chắn nó không có khớp bẻ ngang này, khớp theo nè, nó đúc nguyên khối thành phẩm rồi nè. Rồi giờ đẩy vô đi, không nghiên cứu từ từ, bây giờ sẽ nghiên cứu. Giờ để Thiên Vũ đóng cái này lại, đẩy vô đã, đóng lại từ từ, đấu dây lại ha, từ từ đấu dây, rồi đẩy vô chứ đây, giữ giùm đi coi, để nghiên cứu coi phải có cái nào lấy. Bây giờ mà nó thẳng luôn, bây giờ là không biết cách tháo cái củ loa bass này luôn, làm như thế nào luôn nè. Đúng rồi, vì cái nấc này tháo loa bass không ta? Không phải. Làm sao? Hình như là em phải tháo cái này ra nè. Cái gì? Con này nó đúng rồi. Hai con ốc tháo ra nè, hai ốc trong đây tháo ra nè, nè. Đó, hai ốc tháo nữa. Vì sao lấy ra? Rồi cho nó nằm xuống đi, em đẩy nó. Đẩy được hết chưa? Rồi. Rồi, hết rồi, nó nằm xuống đi. Bây giờ mình cho nằm xuống đi. Rồi. Rồi. Giờ không biết làm sao lấy cái củ loa bass này ra luôn á. Không bắn vô được hay. Cái này là hoàn toàn là cái nhựa nó được đúc nguyên khối đó mọi người. Đây mọi người thấy nè, mà em quay cho mọi người ở đây rồi mọi người đó, bây giờ không biết làm sao lấy cái loa bass ra. Đấy. Đó thì bây giờ được. đó, nó nút giờ... khối nó không có mở được. Cái lưới nè, ở trong cái lưới này có nên 4 ốc nè. Đó. Bây giờ mình thay cách tìm cách thoát cái lưới này ra trước cái đã. Đúng rồi, có thể là nó mở đôi ra ông Trừng. Hay là nó chỉ lấy cái khớp này trong ra thôi. Đó, có thể đó Tuấn ơi. Có thể tháo được á. Khớp nó chỉ là khớp thôi. Mà... Đúng rồi. Bây mà giờ lấy dít dẹp đi, lấy con dít dẹp đi. Vậy luôn á hả? Này hả? Mang từ từ phải tìm kiếm cách chứ. Gì nó từ chứ giờ nói sao biết được. À cái này cũng tháo kéo ra bình thường à. Dạ. Nãy lấy ra đã, lấy ra đi. Dít dẹp thôi, dít dẹp bên đây nè. Đó, cái dẹp dẹp đó. Ừ. Ông cứng lắm, lấy cây đầu dẹp không? Đầu dẹp nào? Ừ đó, đầu dẹp đó. Rồi mọi người tiếp tục nãy cái chỗ này là chuẩn bị nó công tiếp nữa. Chán ghê, chán luôn. Ra kìa. Bên đây nữa, Bên đây nó còn khớp nè. Đây nè. Rồi. Nó hư cái banh cái lo luôn rồi. Chứ còn dạ từ từ. Bây giờ rồi, hay quá, thêm bên đây nữa. Thế cái lò gì mà khó tháo dữ không biết. À, nó mớp. Nó lạ. Lỡ rồi chơi rồi chơi luôn. Cái góc này khó lấy quá nè. Hay chỉ rút ra thôi. Rút ra nhưng mà thì đúng là rút ra thôi mà cái vấn đề nó còn dưới cái con này nè. Đúng rồi. Còn lấy này là không. Không biết mình rút ra. À, đúng rồi, Tuấn. Em nãy đấy coi. Đúng rồi, bóp hết. Từ từ. Má. Ôi được rồi. Bóp luôn rồi. Đây là những cảnh khó khăn của Thiên Vũ phải gặp. Rồi, một cái. Làm bên hông. Rồi tức kéo. Đây nè, đó luôn nè. Bên đây, con chưa mở bên đây mà. Rồi. Tức là cái này mọi người lưu ý nha các bạn, những cái bạn mà làm sao hoặc những khách hàng mà đang dùng mà muốn tìm hiểu á thì nhớ dựa vào clip Thiên Vũ mà những cái sản phẩm của mình ở nhà mình sẽ có một cái kinh nghiệm mà để mọi người thể tháo nó phù hợp hơn. Đừng để tránh trường hợp bị cong lưới hay gãy lưới như Thiên Vũ nha. Mà nói chung là cũng không gãy lưới gì đâu, chỉ mớp thì cái này lưới nó mềm lắm, mọi người chỉ cần lấy lúa búa mềm thôi, mọi người chỉ cần dỗ lại là ra, nhưng mà nó bị cong thôi. Thì nếu mà hãng nó sửa chữa thì chắc nó cũng sẽ bị như mình thôi, chứ giờ sao giờ còn phương án nào khác đâu. Đúng là nhựa này là nó đúc thành phẩm luôn đó mọi người ơi. Ô ra rồi bây giờ rồi, đây và mọi người thấy không, bên trong nó có những cái ron nữa. Nó có những cái ron đặc trưng của nó nè, từ hàng kia cái độ khít của nó, ron này chúng ta phải nhét vô trong đây để các bạn muốn lấy ra thì các bạn cái ron này nữa. Đấy, và mọi người cũng chia sẻ với mọi người luôn, các bạn biết tại sao nó lại ron không? Tại vì cái miếng lưới nãy nếu mà bình thường chúng ta không nhét những cái ron này thì giống như những cái mà Thiên Vũ nói là nó sẽ bị cạ vô những vật cứng với nhau, nó sẽ là rim thế này đó, thì nó dùng những cái ron này để tránh trường hợp là khi mà dỗ lớn nó sẽ không có bị rim. Này đâu ra ta? Đó đâu ra à, con này đâu biết đâu luôn rồi, con này đâu ra vậy? Giờ rồi chim nè cái đó đó, chim mấy này nè, con vỡ nè, gì là đây giá gì bô cũng ngay đầu chim. Rồi dứt rồi, anh nghĩ là chắc tháo lấy ra được chưa? Nè tháo mấy à, cạnh bên đây nữa. Đúng rồi việc gì cạnh bên đây nữa. Ok rồi tiếp. Rồi, tiếp tục cạnh ở đây, rút kinh nghiệm sẽ hay hơn. Em quay ra làm ra, trong vũ bên kia đi. Chà, nhiều dữ vậy. Đây con, hai con. Thiên Vũ đã tìm ra được cái thế mọi người cứ giữ cái này giống như nại sầu riêng vậy đó, ăn món sầu riêng cực khổ vậy đó. Đó vậy cái này cái nại là đã, thấy chưa, nó có cái thế hết à. Ăn sầu riêng vậy đó. Đó nó ra, thấy chưa, nó tiếp tục đây, con giữ con nại thì nó sẽ không, nó vừa đừng có một chỗ mà chúng ta nại nhiều quá thì nó sẽ bị cong đi, thì cái cong này mình chỉ cần dỗ búa mềm đánh lại thì nó sẽ thẳng là bình thường thôi, không có gì hết. mà làm để chúng ta có những kinh nghiệm về sau. Đó, mọi người thấy không? Con này rất là khích. Đá của mình này, con này mình chỉ cần dỗ lại nó là xong thôi. Cuối cùng muốn biết được tháo được con chính giữa, tại sao tháo được nữa? Thiệt, để bữa làm cái clip kia nhiều bạn phím ngồi comment dễ như gì vậy đó. Bữa nào cho vô đây tháo bữa, câu thời gian luôn. Tại vì nói chung là không phải của họ không có sót, đúng không? Là tiền của họ biết mà. Ủa, mình vẫn còn nhiều lắm đúng không? Bình thường chứ ở đâu có sợ đâu, mình nói đúng với đâu có sai, nào mình nói sai mình sợ, mình làm sai mình nói xấu mình sợ, nó thẳng luôn, nó thẳng mặt luôn chứ cái đâu bình thường. Ok rồi thôi bạn nha. Yes. Ôi trời ơi, còn gì đâu. Quá phê. Mở cái lo phê thiệt. Chưa. Gán lại cho anh chưa. Xong rồi nè, đó. Rồi, hay quá. Một cái. Nó giống nạ sầu riêng vậy á. Từ nạ lại đây. Từ từ còn dướng cái này nè. Em nấn nó, đúng rồi em nhấn trong đó. Có thế không? Luôn à. Rồi đây, trời ơi nó quá phê luôn. Đã mở ra rồi nè. Giờ mình đã biết cái đồ quát rồi. Nó phải gỡ hết nguyên dàn lưới ra mới mở được cái củ này. Rồi mới nó chỉ lấy khớp trước thôi. Đây, có một số cái đây. Trời ơi nó thiết kế cái gì mà tháo khó khủng khiếp luôn. Các bạn nào chuyên nghiệp vô cứ tháo giùm luôn. Lần đầu làm chuyện ấy. Nó còn bên hông mấy con nữa chứ quên. Đúng, còn mấy con bên hông nè. Ở đây các bạn phải mở hết cái dàn ống này mà. Clip này là một cái kinh nghiệm để cho những bạn về sau mà có tháo. Đó, ở đây. Mà các bạn tháo hết ra và tháo những con ốc xung quanh, chúng ta dỡ cái ron này lên. Các bạn dỡ cái ron xung quanh lên, những con ốc bên đây. Chừng lộn nha, chừng lộn ốc nha. Mở đi quay thêm cái củ bát nữa là xong rồi, ngừng clip được rồi. Mệt rồi, khát nước rồi, đủ rồi. Đây thật sự là một công sức nha mọi người. Đôi khi những cái gì về Thiên Vũ nói thẳng thì mọi người cũng bỏ qua. Vì có một số bạn comment nói chung là rất là thiếu tế nhị và không có được văn minh cho lắm. Và những cái lối suy nghĩ đó thì quá là tệ. Nên mình cũng sẽ Thiên Vũ nói thẳng ra cho những người đó nghe. Chứ không phải là nói tất cả mọi người. Nếu cứ nói gì mà lỡ mà mọi người có suy nghĩ sai thì mọi người cũng thông cảm và bỏ qua cho Thiên Vũ. Đừng có trách, tại vì có các bạn có coi xem những cái video clip lần trước các bạn sẽ thấy được là có một số bạn comment rất là thiếu tế nhị. Mình làm mình bỏ công bỏ sức ra, mình làm mình chia sẻ nhưng mà lại có những comment không ok. Mình nói thẳng luôn với những thành phần đó. Rồi ok, nếu các bạn thấy Thiên Vũ làm chia sẻ mọi người nhiều thì đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ like và share clip và comment để lại đánh giá của mình. Rồi bây giờ bạn Tuấn đang mở đây. Được không? Còn nó phải có một cái kết khớp không? Nè. Đâu còn không? Đúng không? Đây còn hai con ốc này nè, ở đây cũng có hai con ốc nha mọi người. Đây hai con ốc, lấy ra luôn. Tìm đi, nó còn sót. Nè, bên đây giải vô đây chưa mở mà. Mở hết rồi. Tại mình nó có 500 hít lên đó. Anh cá với em luôn, em muốn lấy em phải mở thêm hai con ốc ở ngay chỗ này. Hết luôn hả? Hai con này, mở kéo thử ơi, kéo thử đi. Đó, nó nè, thấy không? Nó chạy ra nè. Các bạn mở chúng ta lại nhớ lấy tháo thêm hai con này nữa nha. Xong ta. Nó vô sâu luôn, nó giữ ngàm trong đây nè. Ở đây một khúc ngàm nó mắc nối nha, các bạn giữ luôn hai con này nha. Nó làm cầu kỳ quá. Nhưng mà nó làm chắc chứ. Cầu kỳ chứ mà nó đáng chứ. Trời ơi, thôi giờ bước lên, đúng rồi, bước lên. Bước lên. Luôn, quay giùm anh với Tuấn. Đó, đẩy bạn hãy ta lên. Đẩy lên rồi nè. Ngoài cái của bác nó còn. Rồi, còn bị vướng gì, bị vướng hình tại mình không tháo đứt cái kia nó bị vướng á. Giờ vợ hỏng lên coi. Vợ hỏng lên. Đứt hết rồi, không sao đâu. Bước ra kéo ra. Gì? Bước ra, kéo lên. Tại vì kéo vậy. Dở lên nè, dịnh nó làm dở lên. Rồi lên. Đó, ra. Ok. Rồi, nhích rồi, xong. Rồi. Hello. Coi nhìn nhện nó qua. Rồi. Wow, từ từ dựng đứng dây từ từ. Bây giờ dựng đứng lên đi, một cái nào dây ngắn dựng đứng lên đi. Rồi giờ dựng nghiêng đi. Rồi ok. Rồi bắt đầu tháo tiếp. Rồi, được rồi, tháo gì nữa? Tháo tiếp. Thôi tháo gì nữa? Mệt rồi. Rồi bây giờ bắt đầu quay chia sẻ tí xíu đi rồi đóng lại. Đúng rồi. Dịch chưa? Rồi quay nữa. Rồi ok mọi người. Bây giờ mình đã xong. Bạn chụp làm kỷ niệm cái nè. Vô, hai bạn quay là chụp kỷ niệm cái nè. Đây là một con nhìn nhện và coi như đây là các bạn lấy xây, đây là củ bát của cái full F1-812. Nó là như thế này thôi. Đơn giản. Đấy, từ sắt. Đây các bạn thấy bên trong những gì mà các bạn đang thấy trước mặt hình ảnh đây. Mình nãy giờ công sức và mọi thứ làm rất là cầu kỳ và tháo rất là khó khăn. Mọi người phải hiểu, tháo rất là khó khăn. Đó, và đây là cái bo nó đây. Đây, coi nó sử dụng linh kiện gì đây. Cho các anh em điện tử chúng ta tham khảo, học hỏi các anh chị nước ngoài nè. Đấy, nước sơn mọi thứ làm đẹp lắm, bằng nhựa hết, làm nguyên khối không luôn mọi người. Nguyên khối nó được đúc hoàn toàn luôn. Hệ thống này đúc hoàn toàn, không đóng bằng gỗ. Ơi bên đây là cái màn lo nè, mọi người thấy màn lo chưa? Đó, em quay cận cảnh này đó, đó rất là nét, quay rất là cận cảnh, rất là nét nha. Đây đó các bạn thấy. Còn bên trong đây thì như nãy Thiên Vũ có nói đó, đây cái bộ lưới mà những cái bộ bo mạch của nó, và nó sự cái này thì cũng bình thường thôi. Mút này nó là bằng mút thủy, kiểu bông thủy tinh, nhưng mà cái chất liệu mút của nó các bạn thấy, mình đảm bảo với các bạn chưa gặp cái loại mút này đâu. Nó giống như cái bông thủy tinh mà các bạn trắng những dòng lo thường mà dòng lo khác á, chúng ta xài thì nó đặc biệt là nó dày và nó rất là mịn và nó có một độ im riêng đó, đặc biệt lắm. Nó rồi cái Bose F1-812 này nó đặt bên trong thì theo mình nghĩ thì chắc đợt này mình sẽ chỉ mở cái full thôi, còn sub hẹn các bạn clip lần sau đi. Giờ mở con full xong đuối quá rồi, tính mở luôn con sub, nhưng mà chắc hẹn các bạn clip lần sau mình sẽ mở con sub. Còn đây là cái ron, còn đây bạn Tuấn, và bạn Tuấn có thể nghiêng qua xíu, mình quay ngược lại đi, mình đứng quay qua kia, quay ngược lại đi, mình sẽ quay cái kích series của cái màn của cái củ lo này, nghiêng qua, ừ đúng rồi ok. Và đây mỗi củ lo của nó đều có một cái số series như mình đã chia sẻ các bạn dòng lo nhập. Rồi đây nó cũng có COCQ, những cái tem đóng mọc nè, đúng dây không? Không vướng ok. Rồi cứ để đi, nó không chuẩn ha. Đó ok, đó các bạn thấy nó đánh nè, Spow, tem của Spow đây đó. Đấy, đây là số series, mọi người thấy có thể thấy. Các bạn thử check xem số series này nó có gì, hãy tự mình check lên trên trang mạng của mình. Và ở bên trong khung, và nó cũng đóng cái mộc luôn, hàng độc quyền của nó là thế này. Chứng nhận không có ánh sáng ta, từ từ để anh zoom lại cho mọi người thấy. Ok đẹp nè, để mọi người thấy không, nó có chữ Bose nè. Đó. Đó, nó có thông số nè hoàng nè. Đồ bản quyền thì cái gì của Bose thôi chứ của ai. Thùng đúc nguyên khối nè, nó phải gia công nguyên khối nó đúc luôn á. Ok. Như vậy là mình đã cho một người từ A tận tình từ A đến Z của coi chừng cái này bị bung gì đây. Mình chắc quẹo quẹo lại và đóng vô đúng rồi nó vậy đó. Rồi. Rồi, từ từ. Có một cái ron hồi đằng kia nó có một cái ron. Ok, quay lại đi. Rồi. Rồi. Quay. Ba. Ok, như vậy là mình đã review mà mình đã quay xong và bung ra một cái con lo full nữa này. Mình tính mở luôn cả lo sub cho các bạn xem nhưng mà vì nó quá phức tạp đi và mình phải gắn lại. Thì mình sẽ hẹn các bạn trong clip lần sau. Hãy nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh mở cái lo full F1-812 này của mình, của Spow của Mỹ. Họ làm rất là cầu kỳ và chất lượng âm thanh ra cũng rất là tốt. Đây là dòng Pararay, có thể là nó lai giữa dòng lo full và lai giữa cái dòng Pararay, nó nằm ở đoạn giữa chứ không biết diễn tả thế nào. Và đây là 8 tủ lo chép của Spow F1-812. Ơi trời, nó dính tài le học me luôn. Ok, thôi mệt quá, dục nó đi. Mệt quá. Ok, xin chào rồi. Đây là củ lo nó tí thế này thôi. Mỗi củ lo đều có số IMEI giống như những dòng lo nhập mà Thiên Vũ đã review. Và đây là test up F1-812 và hàng nêu Thiên Vũ đã quay clip này chia sẻ đến người. Nếu mọi người thấy hay và clip này có giá trị hữu ích để cho mọi người tìm hiểu và biết thêm nhiều sản phẩm pro của Spow thì nhớ đừng quên like và ủng hộ Thiên Vũ và hãy để lại comment một cách văn minh và lịch sự nhất của những cái dòng lo nhập mà Thiên Vũ làm. Sắp tới Thiên Vũ sẽ làm nhiều dòng lo hơn, sẽ là dòng Spow S1 Pro. Xin lỗi mọi người, đó là dòng Spow F1-812 mà dạng sub. Cái này dòng lo full ở trên vì nó quá rườm rà và nó quá cầu kỳ nên mình hẹn mọi người clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đừng quên like và ủng hộ mình nhé. Bye. Rồi mở lên thử coi được không nghe không? Ô, kêu rồi. Trời hên quá không có hư. Rồi ok.